tên là Song Tâm, em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn pháp lý của một văn phòng luật của Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào Tâm. Em là Hiếu, hiện tại em đang là kỹ sư công nghệ thông tin. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em là gặp nhau ở quán cà phê. Em có một band nhạc, cuối tuần hay chơi nhạc đó. Em là vừa là vocal vừa là guitar. Nhưng mà hôm đó là em bị đau họng, em không có hát được. Thì bạn của em mới dẫn bé này tới. Thì bạn em cũng giới thiệu là bé này hát hay. Thì ấn tượng ban đầu của em á là nghe cái tên của bé này em thấy rất là hay. Tên là Song Tâm. Cái ấn tượng ban đầu gặp mặt á thì thấy nhìn giống như là thôn nữ vậy á. Kiểu như là em không có biết hát, em không biết gì hết. Sau đó thì em mới mời lên hát. Thì hát như đúng rồi á, hát như là con nhà nào vậy đó. Nghe vậy hả? Hát hay lắm hả? Bây giờ hát thử mà câu hát tiếng Pháp nữa lại gần không anh. J'ai même passé avant de t'en aller ce soir. J'ai même passé, on ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. J'ai même passé. Hay quá. Đúng, đúng là câu rồi nè. Đó thì cái lúc đó thì em rút xuống dưới em ngồi. Em ngồi em chỉ biết ngẩn ra, em nhìn như là đang coi tivi vậy. Đứng hình luôn ha, bị thôi miên luôn. Lúc đó em ấn tượng anh chàng này như thế nào? Tại vì cái ban nhạc của anh này á là cũng có kêu em đến chơi nhiều lần. Nhưng mà em không có đến một cái bữa đó nó như thế này. Cái bữa đó là cái ngày sinh nhật của bạn trai cũ cũ cách đó hai lần, hai lần cũ đó theo định nghĩa của em, bạn trai cũ cũ. Cái đó là sau khi em đi ăn xong cái em mới nghĩ thôi vậy hôm nay đi cũng được. Thì em đến sớm thì em thấy cái anh này anh đến rất là sớm, thì em thấy xách cái đàn vô là em biết là ai rồi. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên của em về anh này là mặc đồ lượm thượm lắm, bây giờ em tút lại mới được như vậy á. Chứ ngày xưa ha mặc cái áo mà cái áp cái cổ giãn cho đến cái vai luôn vậy đó. Trời ơi, nhìn em thấy ý ẻ sức gì đó nha. Kỳ vậy, chơi bụi bặm, phong cách bụi bặm hả? Đúng rồi, em chơi bụi bặm nè, hát rock. Thì khi mà mình ngồi trước ánh đèn sân khấu á thì trai giờ mình thì mình cũng thích. Đúng rồi. Càng nhìn thì em càng diễn, em thích quá trời luôn. Thích quá trời. Cái đó là bản thân em thích. Đó là cái cảm giác là em rất là thiện cảm ngay từ đầu. Nhưng mà rồi tới lúc nào thì bao lâu nha anh thì mới tỏ tình với nhau? Tán tỉnh, thả thính cũng 3 tháng. Là bạn là người chủ động đúng không? Mà thả thính mỗi ngày cỡ chừng tiếng rưỡi là thả thính, tiếng rưỡi là thả thính, coi như là bơm tấn mà dội em âm. Mà tập tới 3 tháng mới đổ. Dạ đúng rồi. Đúng là không có tính là tán tỉnh, tại vì em với bạn gái đều có bạn trai bạn gái hết rồi. Ban đầu là em chỉ muốn giữ liên lạc để bên mình có vocal xịn chơi thôi. Em không có biết. Muốn giữ một cái mối liên kết để cho có cái ban nhạc có một cái cô vocal, tại vì cái ban đầy đủ hết rồi, coi như thiếu cái ông kèn saxophone với lại cái cô hát thôi. Em cứ nghĩ là chắc anh này cũng thích mình hả? Cuối cùng em cảm giác là có thích, nhưng mà lại có một cái ẩn ý đằng sau đó là muốn giữ một cái cô vocal. Rồi cuối cùng sao? Em xin contact của bạn của bé này, thì nhỏ đó nói là không, bé này có bạn trai rồi. Đừng xin làm gì hết. Cái em nói là thì có gì đâu, Hiếu cũng có bạn gái vậy, có gì đâu. Xin thôi. Thì mỗi ngày á là em đều sáng thức dậy là em sẽ thu âm một cái bài đàn và em gửi qua cho bé này. Mà anh này dậy sớm lắm, 4 giờ sáng là dậy, xong đi tập thể dục với mẹ, xong rồi sẽ về nhà rồi pha cà phê rồi ngồi nhâm nhi rồi đàn. Bởi vậy đàn phiêu á chị. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao cày. Cỡ chừng 6 giờ sáng là 2-3 bài thu âm là đã gửi qua cho em rồi. Xong rồi em nghe rồi em sẽ hát đè lên trên cái bản thu của anh này, xong cái em gửi lại. Coi như là cứ qua lại nhau như dạ, vậy. Rồi 3 tháng sau là bỏ bạn trai, bỏ bạn gái. Cái hồi mà em chia tay bạn trai cũ với bạn trước anh này nè, trời ơi cái bạn nó qua thôi thì thôi, quậy em banh xác luôn. Qua rồi khóc lóc trời. Tại em chủ động chia tay đúng không? Dạ đúng rồi, em chủ động chia tay. Mà ban đầu thì em không có nói là vì em có người yêu khác. Có nghĩa còn anh này thì nói. Wow. Đó, trời ơi hot lắm. Trời ơi cái này. Gọi điện thoại rồi mét cả má em rồi làm đủ chuyện hết. Trời ơi em cũng quả chè cái còn bạn gái em đó. Có ghen với cô này không? Bạn gái em thì lúc đó đang đi du học, xa mặt cách lòng rồi dần dần cảm thấy nó càng ngày càng xa cách ra.
cho nên là mình dừng lại. Em chủ động em nói chia tay bên kia luôn. Rồi bây giờ tôi vô cái đoạn tỏ tình cô này đi. Lúc đó là không biết là có cái mối quan hệ này có đi tiếp hay không. Thành ra là em mới làm một cái hợp đồng để bảo vệ cả hai cái người bạn trai và bạn gái. Rồi. Ví dụ như hợp đồng là anh không được chen vào cuộc sống riêng tư của em và em cũng không làm điều ngược lại. Mối quan hệ của mình ví dụ như chỉ dừng ở cái mặt là đi chơi chung với nhau, tập hát với nhau, mình có tình cảm với nhau như vậy 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 đó, nhưng mà không có những cái physical tiếp theo. Yeah. Okay. Có nghĩa là nó là như vậy. Cuối cùng sao? Rồi cuối cùng thì cái ngày mà hẹn ra để sign cái hợp đồng á, để có nghĩa là để ký hợp đồng á, thì không ký mà lại tỏ tình. Rồi hôm đó tỏ tình sao? Hôm đó tỏ tình thì cái anh này anh hẹn em đến một cái quán mà nó tối ơi là tối luôn, nguyên một cái quán toàn thắp nến thôi. Rồi xong sau đó thì tự nhiên cái làm gì, cầm cái tay em lên nói sao giống vậy. Ký hợp đồng xong cái là em giả bộ em bắt tay thì em kéo lại hùng. Trời nói vậy thôi. Mình có nói gì không? Rồi cái hai đứa dòm nhau cười thôi là xong đó, là lúc đó là quen luôn, là dẹp cái hợp đồng coi như luôn là đó. Vừa ký xong cái bị tạo hợp đồng liền luôn. Đánh quá, đánh luôn á. Từ lúc đó đến nay là được bao lâu rồi? Tới nay là bao lâu? Hai năm. Không, hai năm vừa qua có cái sóng gió gì nữa không? Vui buồn hay là những cái chuyện dở khóc dở cười gì nữa không? Bên mẹ của bé này thì cũng có, tại vì em nhìn nó xấu xấu với lại mặc đồ cũng lượm thượm rồi còn đi xe cà tàn nữa, mẹ cũng không ấn tượng lắm. Nhưng mà em thì em lì mà dẫn đi chơi mấy lần luôn em mới gặp được mẹ để em luôn em xin phép. Cái người bạn trai cũ mà em chia tay để em quen cái anh này á, thì anh đó rất đẹp trai, rồi chạy xe xịn, con nhà giàu, lại còn nhỏ tuổi hơn em nữa. Cái xong thì mẹ em mới thắc mắc là không biết tại sao em lại quen cái anh này. Mẹ em còn nói chứ sao quen với thằng gì đó mà khờ dữ vậy. Nhưng mà là lù cù dép cái luôn chạy luôn. Thì nói chung là em cũng lì như vậy riết trong vòng mấy tháng trời. Thì cuối cùng thì mẹ cũng cho em vô nhà chơi. Là em vô cái em cứ kiếm này kiếm kia coi có gì hư không, em sửa này nọ các kiểu rồi. Thì không có hư, em cũng lén lén em phá cho hư rồi em sửa lấy điểm rồi đúng không? Cớ rồi. Có một lần cứ đợi sửa cái ổ khóa mà của toilet của mẹ em hoài. Tự nhiên cái qua nhà chơi xong cái đi toilet xong rồi cái thấy cái khóa hư. Cái chạy ra hỏi mẹ em, bác ơi con muốn thay cái khóa nắm khóa của toilet. Cứ mẹ em không cho, mẹ nói thôi cái đó của bác thì để bác thay. Cái bạn này 2-3 tuần liền phải đi kiếm cái mẫu y hệt như là cái cửa toilet đó của mẹ em. Tự sửa, tự đập banh cái cửa luôn không được. Cái bắt đầu phải mời kêu họ lại sửa. Đó là cái lần đầu tiên giống như chị Tường nó không biết là có phá cái cửa vậy. Cuối cùng mình tất quốc luôn, mình muốn thợ tới làm đó, chứ làm không có được. Rồi ngoài cái chuyện mẹ ra thì còn cái câu chuyện gì của riêng hai bạn? Thì tụi em là lúc nào cũng vui vẻ hết á. Có một lần sinh nhật đó. Lần sinh nhật tại vì tụi em cứ đi liên tục đi hát ở cái quán đó. Thì cái quán đó nói chung thì mình là ban nghiệp dư, mình cũng không có trả tiền cho quán. Có một bữa nọ em thấy có một cặp photographer. Mà hôm đó hả, quán cà phê sang dễ sợ luôn, mở hết đèn luôn. Còn bình thường là đèn là chỉ để dành cho buổi tối khi mà ca sĩ hát. Cái tự nhiên em thấy hai cái ông đó cứ chụp hoài, chụp hình hoài. Cái em nói với Hiếu, em nói chứ bà Tí, sao ai chụp hình Thảo vậy? Cái nó đâu có đâu, người ta đâu phải chụp mình đâu. Đó, thì ai dè đâu là đến ngày sinh nhật của em á, là lôi ra một cái bộ ảnh là nhờ người bạn ở công ty làm paparazzi để chụp hình em. À, ghê. Anh ấy lắm trò lắm. Cái giờ mà em đi học hành, em đi dạy học, tới bây giờ khi em đi làm luôn là chưa bao giờ thả em ra để em đi xe một mình. Nếu như mà em có bước ra khỏi nhà trễ giờ anh này đến trước thì anh này sẽ lượm hết tất cả những bông, xếp hình hình trái tim, đứng trước cửa nhà xong rồi cái nói là tỏ tình em nè, cứ làm hoài như vậy á. Thành ra là đối với anh này thì em thích em, tụi em chưa có gì gọi là khó khăn hết. Tụi em bây giờ đã làm cùng một building luôn. Có nghĩa là ban đầu anh này làm một building khác, thì xong sau đó thì em vào làm công ty luật. Thì em làm ở một cái tòa nhà là 37 Tôn Đức Thắng, thì anh này cũng phải tìm cái công việc công ty nào nằm ở tòa nhà đó, anh này nhảy vô. Cái xong thì sau đó là khi mà đã có offer làm việc hết rồi thì cái team của anh này, team kỹ sư lại bị chuyển qua một cái building khác, là chuyển qua Bitexco. Cái thấy hai đứa trớt quớt, em cũng nộp đơn vào cái công ty đó, mà em nộp đơn là đến 4 lần. Nói là 4 lần đến lần cuối cùng thì em được process. Thì cái anh này lại được chuyển lại ngược cái tòa nhà em đang làm. Chuyển ngược lại. Trời, nó oan nghiệt cái gì như mèo đuổi chuột vậy. Dạ đúng rồi. Cái xong sau đó cái em sợ quá, em nói thôi cancel thôi, Tâm không làm nữa. Thì giờ là tội nguyện. Là vẫn giờ là làm chung ở 37 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà em ở đâu? Nhà bạn này ở đâu? Cách nhau cái ngã tư.
Ban đầu là em cũng thuê nhà ở quận Tân Bình em ở thôi. Thì em ở với mẹ em. Sau đó thì có em có nghe được bạn gái em nói về cái điều kiện mà làm rể ở trong nhà là có một cái điều là ưu tiên là gần nhà ngoại, thì em mới mua một căn gần đó luôn. Tại giờ mua rồi, mua gần nhà bạn gái luôn. Có nghĩa là giờ gia đình hai bên là đã đồng ý hết rồi chứ gì nữa. Dạ đúng rồi. Thì hai bạn đã có quyết định gì tiến tới hôn nhân chưa? Fix là sẽ vào tháng 6 này là tụi em sẽ làm đám hỏi. Nhưng mà thật sự hai bạn kể nãy giờ toàn màu hồng không à? Nó cũng không có cái gì đen tối trong trọng à? Cũng có những cái chuyện cãi nhau á, cũng không tính mức cãi nhau mà là cũng bực mình thôi, là do đòi đi làm phụ em. Anh này á là thích là em làm ở đâu thì anh này sẽ kiếm cái việc một nơi khác, lương có thể cover được cái phần em làm. Ví dụ như bù đắp cho cái chuyện em làm 10 triệu đi, thì anh này sẽ kiếm cái việc bằng cái lương của ảnh cộng thêm 10 triệu để cho em không đi làm. À, muốn em ở nhà thôi. Dạ đúng rồi, muốn cho em là để em, tại vì em rất thích đi học. Em học thì nhiều lắm, mà anh này anh biết em thích cái chuyện đó nên anh ủng hộ cực kỳ. Anh nói ví dụ ở nhà rồi đi học rồi đi chơi nhạc rồi đi làm đẹp, đi spa, đi tập thể dục. Chứ không muốn đi làm. Chứ không thích đi làm. À. Em thấy đi làm cực, hai đứa về nhà xong cái hai đứa đều stress, thế là sẽ có những chuyện cãi nhau lớn hơn. Thành ra em về nhà là em muốn lúc nào cũng tươi hết. Tất cả những cái cơ hội nào mà anh sẽ nghĩ rằng sẽ dẫn đến chuyện cãi nhau thì anh sẽ rào hết, không có chuyện đó. Thành ra tới bây giờ là tụi em chưa cãi nhau một tiếng nào hết. Đang dồn đó, có lúc cãi là cãi banh nhà luôn á. Thiệt á, đang dồn đó. Giờ hai người muốn nhau thay đổi điều gì? Em là em chỉ muốn là đừng có thay đổi thôi. Mọi thứ em cảm thấy đều dễ thương hết. Là em cũng không muốn bạn trai em thay đổi gì hết. Cái mong muốn này em cứ nói hoài thì mẹ em nói là không có làm được, tại vì phải thay đổi. Ai nói không làm được? Hiếu nói. Có nghĩa là Hiếu nói là phải thay đổi. Nói, em nói chuyện gì kỳ quá à, phải thay đổi chứ, phải thay đổi chứ, anh phải yêu em nhiều hơn. Coi như là còn nếu có thay đổi những cái điều tốt hơn dành cho tình yêu của mình thôi, đúng không? Thì giờ đến trước ngày cưới thì hai bạn còn những khó khăn gì không? Nói chung cũng không còn khó khăn gì hết, giờ chỉ là vấn đề thời gian. Thì tụi em cũng đã vượt qua rất là nhiều khó khăn rồi. Kinh tế, rồi thuyết phục mẹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, hai bạn còn điều gì muốn dành cho nhau nữa không? Ngồi im. Để sẽ có bất ngờ. Ai? Em là vậy hả? Okay. Mấy lần nhắm mắt lại không? Có. Dễ thương quá. Wow. À, cái này là bất ngờ mà em muốn dành cho anh. Nhưng mà trước khi mở đấy xem thì chắc là đồ chơi gì? Đồ chơi là đồ chơi gì? Sao là thằng đồ chơi dùng để chơi đồ chơi. Thích đồ chơi, ta hiểu nhau mà. Thôi mở nha, chứ hồi hộp đó. Trời, hai cái hộp quà nhỏ nữa ở trong. Mở ra thêm bốn cái nhỏ hơn nữa. Trời ơi, một cái mắt kiến nữa. Mà sao tặng thêm mắt kiến? Không biết. Tại vì ba tí hay mất kính. Dù là em cũng mỗi tháng là mất cái mắt kính. Lý do? Hay quên á chị. Có nghĩa là tật xấu của anh này sẽ là để đeo kính ở đâu là sẽ mất chỗ đó. Đấy thì bên này là cái hồi dục cái mắt kính kia cho Quang Bảo. Thầy cũng giống á. Trời ơi. Đất ơi. Gì vậy? Xỉu ha. Bảo ơi Bảo, lát đi theo cho Bảo. Bán sĩ mắt kính. Là mắt kính cận hay là gì? Hay là mắt kính cận? Mà hay cái là hai đứa cận chung độ luôn. Dạ, coi như mua về xài chung đó, mua 15 cái. Trời ơi trời, tôi cũng mới thấy lần đầu. Mua 15, 16 cái mắt kính. Ai cưng quá, ai cưng quá. Khoan thì em cũng có một cái bất ngờ dành cho. Ủa vậy hả? Cặp này chắc khuyên hai đứa mình đó. Gì đây hả? Rồi, đây là món quà mà anh dành cho em. Em mở ra đi. Thôi em không có biết đàn. Em mở ra đi. Tặng cái đàn đi, tao không có biết đàn mà tao ghét cái đàn không có nổi. Đây là một cặp đồng hồ. Thật ra thì để giữ bí mật vì hai đứa lúc nào cũng đang đi chung với nhau á. Bỏ quà vô cái đàn hù chơi thôi. Phải giấu vô đây. Anh kiếm là lâu lắm rồi mà không có. Dễ thương. Thì cái này là tượng trưng cho thời gian. Thì anh mong là hai đứa mình sẽ ở bên nhau suốt đời. Chưa? Cắt rồi. Nói chung là mọi thứ anh đã lo rồi, bây giờ em chỉ cần tận hưởng thôi. Trời ơi. Hay quá. À,
Thật ra Tường cũng không biết có lời khuyên gì dành cho hai em nữa, bởi vì hiện tại là cái tình yêu của hai em quá đẹp. Chị hy vọng và chúc hai em mà luôn luôn đón nhận những cái điều tươi đẹp nhất trong cuộc sống, và muốn có những điều đó thì mỗi ngày tụi em phải trân quý cái giá trị mình đang có. Cảm ơn.